Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer ha. Và hôm nay thì mình đổi gió chút thì có một cái con game mà đã ra mắt vào ngày 17 tháng 12 á, một con game khối lóc cũng giống như là Minecraft á, nhưng mà chơi vui hơn, miễn phí hoàn toàn trên Steam luôn. Anh em chỉ cần máy anh em có cái kết nối với lại Steam, anh em tải về anh em chơi, nó tầm khoảng 700 mê. Và mình chơi thì mình thấy không có bị buồn nôn như Minecraft anh em ạ, nên là mình thấy cũng hay. Nên là mình review cho anh em. Và game này thì nó rẻ anh em nhé, rẻ lắm, không đồng luôn. Tên là Outback ha, Outback, và đánh giá rất là tích cực ở trên Steam. Thì mình review game là dựa theo những cái đó. Hiện tại có hơn 1.500 người đã đánh giá là con game này cực kỳ tích cực. Một cái chỉ số khá là cao anh em nhé. Ủa cái này Itben Biomir nè. Workbench Build Workbench Now. Ok. Ủa mình build một cái workbench rồi mà. Bắt vài cái nữa à. Là sao nữa? À đấy nè, được nè. À, mình có thể mở cái map ra anh em nhé. Anh em cứ tưởng tượng đi, thì con game này nó là lai giữa Minecraft và Forager. Mình cũng sẽ thăm ngàn kẹp ngân thôi, cũng vui vẻ thôi. Nó có những cái map của chúng ta nè, mỗi khi chúng ta đủ một cái điểm kinh nghiệm ở trên này thì mình bắt đầu là expand nó ra. Đó, mở rộng cái map ra. Map sẽ có nhiều tài nguyên hơn. Đó. Biomeome. Thì mình sẽ có nhiều những cái tài nguyên mới mẻ đó, anh em có thể thấy là bay qua bay lại. Thì những đây là những cái tài nguyên chúng ta có này, cây cối này, chơi khá là hay anh em, nhạc cũng chill nữa. Nó không có bị những cái nhiều hiệu ứng phụ như cái bên Minecraft, là không bị chóng mặt, và đặc biệt là miễn phí. Có thì không, tiếng Việt không, nhưng mà nói chung là chơi hay là được. Giờ này mình cũng chả quan tâm đến tiếng Việt nhiều đâu, có thì chơi, không có thì thôi, game hay là được. Ok, đó có trái cây, có berry kìa, mình nhảy qua. Lúc đầu thì nó chỉ có một hai map thôi, sau đó mình mở map thêm anh em ạ. À, mà mở map miễn phí nhé. Anh em nhìn thấy cái điểm ở góc trái không, đó chính là cái kinh nghiệm á. Cái kinh nghiệm của chúng ta, anh em farm nhiều, anh em làm nhiều thì nó lên, kiểu như forager á anh em. Cây cối nè, bây giờ thì mình sẽ cần hoa hoa gỗ, đá đá nè, cái này là đá nè, đó rock nè. Anh em nào quan tâm với tựa game này thì có thể tải ở phía dưới nhé, lên Steam nhé, chơi hay vậy. Mình có thể bay qua này đó. Anh em đừng có lo nhé, mặc dù là mà anh em rớt nước là anh em chết á, không có được đâu, không được rớt xuống nước đâu, mình phải ở trên đây thôi. Để ráp đồ thì mình bấm quy, sau đó anh em bấm cái này là reset table, một cái bàn tìm kiếm để mình thử coi nó mục đích của nó là cái gì. Skill shop, à cái này là mình sẽ học những cái skill nè. À ok, reset đó có nghĩa là mình muốn cái gì đó thì mình sẽ phải học, mình sẽ phải cày. Đây mà nó giữ RPG á, khá là hay ha. Gì đây, đây là cái in nào chưa biết được. Rồi đây mình đang tìm cái lò nung này đó, mình có thể chế được cái lò nung. Mình nếu mình nó không nằm thì giờ mình có thể chế được cái lò nung, là lò nung, lò nung, lò nung, đây đây nó chế được cái lò nung rồi này anh em, hay vãi. Game này nó kiểu RPG anh em, khá là thú vị nha. Đây cái bàn này thì là bàn chế tạo, cần gỗ và hoa. Cái bàn này thì sẽ là tìm kiếm những cái công thức mới. Rồi cái cây này á, thì nó sẽ giúp cho mình mở rộng cái, mình mua những cái biomia. Và khi mình mát hết cái cây này có lẽ là mình sẽ thắng hay sao ấy. Còn trước mắt là đây là nó mát là 500 nè. Còn cái này là nung. Nung thì mình có thể chế được Rick Con Copper God. Copper God là đồng đó anh em. Đấy, mát luôn. Infinity luôn cũng được nếu anh em thích. Đó, thì mình đã có thể chế đồng. Còn thường ngày thì mình sẽ làm những việc cơ bản như mình bay qua bay lại thôi. Mình sẽ đi đào khoáng. Đây là đồng nè. Thì đồng, cái này là đồng này, còn cái cục bên kia chắc là iron hoặc là gì đó. Đây glass, glass cỏ, nhạc cũng hay lắm anh em ạ. À, nhạc phê lắm, dễ thương dễ chịu vậy. Nếu mà anh em muốn tìm những trải nghiệm mới thì anh em đừng có quan tâm đến những thứ ví dụ game nó có nổi hay không ha, nó hay là được. Game này thì nó lại vừa có yếu tố hay mà vừa nổi luôn. Một tựa game mà lên được Steam ít khi nào mà được đánh giá tích cực lắm anh em ạ. À, khó lắm, trừ khi là game nó thật sự hay. Game này khá là chill á, bữa nào mình rảnh mình livestream mình chơi lâu dài có sao. Đó, hình ảnh thì nó sẽ kiểu nó làm nhiều 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 chút, nhưng mà anh em nào mà không thích thì thôi, chứ thích thì cũng cũng được, thấy cũng không tệ lắm đâu. Anh em có tự tin bay qua nhé, nhìn vậy thôi chứ anh em mà bay qua được. Ví dụ như chỗ này phải không? Tường đúng không? Này bấm nè, nhảy lên được nè. Mình đang leo lên này đó. Trên này nó sẽ có những cái tài nguyên. Stone nè, copper nè, rock nè.
Đó, anh em cứ đi farm này thấy không? Cái farm cái kinh nghiệm anh em cứ đập một cục là nó sẽ lên kinh nghiệm. 300 nè, lên được nhiêu đây? 35 anh em nhé. À cái độ mà của nó, cái độ bền của nó kìa, 25 nè, mình cứ cộng 25 nè, đó. Thì độ bền của những cái thứ đó thì nó sẽ dẫn cho mình đến level cao hơn. Daribus nè. Đó. Mình có thể bấm tab, tab là đồ ăn. Tab là để mở những cái thứ đó. Equip lick dam cộng 1 extra lick dam 15 giây. Ok, equip đó. Mình ăn cái này thì mình sẽ tăng độ đánh, tăng dam lên được 1 giây ha. Tăng gia được mấy giây đó. Đây mình có thể tìm những cái công thức mới. Anvil. Rồi reset. Ok không? Ok ha, thì anh em nào mà rất cẩn thận. Để mình xem coi mình có thể kiếm được cái anvil này không? Anvil nè. Rất. Cái map của mình nó nhỏ quá. Ok. Mình sẽ O2 rồi. Mình sẽ tắt cái này đi, Infinity là mình bỏ đi ha. Bỏ Infinity đi. Để tìm cái này. Không biết cần phải có mấy cái. Map. À mình chỉ còn một cục than thôi. Nên chắc là mình phải ráp thêm than. Rồi. Ráp thêm than thì mới được. 19 giây này mà cũng khá lâu đấy. Lâu phải chưởng đấy. Đây thì mình có thể chế thêm một cái đe thì chắc để chế vũ khí, chế đồ, chế giáp. Được hai cục gạch nữa. Phải nồi ạ. Nó thuộc dạng giống như ta Forager đây, quản lý tài nguyên, nên là mình nghĩ là anh em cũng sẽ phải đào thêm khoảng chừng 2 hộp nữa, 2 hộp 3 hộp nữa thì nó mới ok được, chứ còn nếu mà một cái hộp như thế này thì mình sẽ bị thiếu tài nguyên á ha. Rack này, spin wheel, công nghệ hiện đại các kiểu anh em, kill shop này, recycle, tái chế này. Cái game này ghê rồi ta. Game này không đùa nha. Game này có vẻ là không đùa nha anh em nha. Game này đầu tư phết đấy. À mình có thể nạp tiền, mình có thể nạp điểm ở đây luôn. Mình có thể expand là mở rộng. Buy new Iome thì 2.500 anh em ạ. Vậy là anh em phải farm nhiều lắm ha. Ok. Hợp lý, hay á. Game hay á. Mình cần hai cục gạch. Mà mình chỉ có một cục gạch thôi, tại mình thiếu stone. Thiếu stone rồi. Cứ copper ore rồi. Farm thôi. À, để dễ đi lên thì anh em cứ nhảy tưng tưng lên cho dễ. Nè bấm chuột phải ăn nè. Đó ăn mình ăn là mình mạnh hơn nè đó. Ăn thế là một lần đập 2 đam. Đó một lần đập 2 đam. Và tí anh em nâng cấp nâng đồ lên, anh em đánh nhanh hơn. Ok không? Game chơi phê vậy. Farm thôi anh em, 5.000 kịp ngừng thôi. Wow. Vậy là có game để vài bữa mình ly cho anh em rồi. Mà game này miễn phí nữa anh em ạ. Nhắc lại nha, game miễn phí nha. Hàng gì nhiều anh em thích phải. Wow. Rồi chắc là mình sẽ review đến đây thôi anh em nhé. Game hay á. Bữa sau mình sẽ livestream chơi. Hôm nào không có game mình sẽ livestream chơi. Rồi cảm ơn anh em nha. Chúc anh em vui vẻ nha.